toàn lô bòn làn làng lô tắt giàu lâm phơi tại ấp Bù Tam xã Lộc Quang bơ bù ơn trình bơ gơ tắt giàu bởi giàu trình bà lý khờ mê bao ngơ sư tiên rèn nê trình nê kẻ bà ngơi tà tu ấp gà hà lộc sân chất phần trăm bà lý trình bà lý sư tiên giàu trình dung thò chính quyền đã bòn làn trùm nào lô ngơi hành trạ bòn làn tương cơ chủ trương tròn hành bảo đảng sự bật pháp luật và chế tạ tê bộ nam giàu na giàu cơ đơn ngăn hành rèn ấp mong tập bòn giàu trình bill cái mà o con từng cơ học khơ mà plau cái kinh gà rầm pan gật sala ban lek bon kan han ba ba sdiang an lek pan gnei ba ba mai gật chai amanei yok ming gật u swar klanh lek nach nuong lang dang unidak tat man u ba sdiang lang bak ming ba ba bu lek nam klong yau yu ya gum u ba ba bak panai swar kwal sang ba rai de an te om ba trong han pe yo hak thay riang tok te re muat man klanh ra ba wang bri mai trong các công tác tuyên truyền, ông đã dùng tiếng nói của người sư tiêng. Cân ông bạc tâm xua, giàu mình bạc sư tiêng, ôm mình ở bạc sư tiêng. Giàu mình chai, dù giả mặn ức bạc đếp gơl, cân ông bạc qua sang bà rai. Đè, bước huy trung hành ở hoàng, bơ hoàng bị mê. Mất mên là bờ gùm đạc xài. Mà giàu mình là màn bờ bù gớt, bờ bù giăng, bờ bù bơ tình. Ao là bạc màn đắt bờ giàu, ở cười ức cho nằm bờ bạc ăn quang bì. Rất nhiều thời gian công tác đối với ông Lâm Vơi. Lâm Vơi là bơi to này là tất nhiên. Trước lâu này bù bơ là hồi chư tập đó bù hồi già làng. Hồi già làng cứ rất xuất sắc, rất lành việc. Nghĩa là xuất Lâm Vơi nè. Bị rồi ao dắt ra tục râu dâu lâm vơi của đề ớt râu bớt điện ở vòng bụt tàm miền ớt bạc nghèo đường bạc bớt kinh ca đánh màn gật chai ớt ra muộn đánh màn clanh ra đánh hay màn ấn mất hụi râu ơi ủ bạc xung xa mi mất gật biệt đánh hay màn bậc tận bạc ở bạc ơi gồm ủ lẹ bạc dâu cơ mông bờ dâu khăm nuôr chập màn bếp tu dắt ra vòng rì giàu hành tất rinh grow rinh hay bà rai nơm ôm tâm xua ăn bà rai gật bờ bạc đếp gật con ông bạc xung xa chấp gật xung xa biệt tắc nê bờ bạc xung xa tâm tâm chim riêng kinh màn bạc này đơn hay màn bà rai slap chất bờ tình giăng dơ tình ô lưu ao ấn ức rô lời gật khâm nuôr bờ xung bờ xa lẹ màn muộn lời là giàu dùng lâm vơi ở bờ rất là lành giàu bên rải giàu rất là nhiệt tình khi làm mi hay là prang đôi cài nhiệt tình hay bờ vàng lẽ khi bù hân là abri tròn một tiên truyền bờ vàng bờ rất là lành đưa mà do nó bị sai mình sai chua bù gật mặc chơi gật bù ăn chơi bù lạp đi ăn còn bù riêng mặc chơi nhà bù ăn chìm nằm nên là với mang nhau còn là đằng cuộn nhốt nhau à đêm buồn và già là mặc nung quang ao mất đêm là chật hay hay đường hay non này hay bơ gà tô trường bơ già làng gật hay gật bằng anh là bơ bà nhiều gật trong nhiều phong tục tập quán của bà con hồi xưa nha các quan cân han bà rai bị đường lúc đôn cơ mi là trong đầy bên ear bên sol lũ ao là lẹ tu lẹ hơi mất miên bơ đền hay hồn bà rai gớt tú lô rôn tanh nệ này là hẳn tì tạm xa giấc là hẳn tì hiệp nằm đuôn bên này tì bình ngôn ở mạ bạch từ đó bỏ hết cái phong tục quang hoa cung kiến này kia bỏ hết rồi lẽ nằm tự nhau nâng ân man bạc cho mặt tật lằng rắp tục bờ bạc đè tắc nê hội gia cao su quênh bạc bờ à lệ tục công ty sự nghiệp đất là bà rốt cầm lo rạch rầu cung nay ân bạc du già mất huội lằng bờ rạch lanh cung quang rì bờ rạch lanh lâm vơi lăng nay rầu lời cung quang vô ức u rầu ân man hào ức dứt rình chân nằm quang rì rạch màn sông sniang
mất tim bực lành bạc rực ra dầu miền là vân hăng chua bạc rèn priền bờ bạc bờ kinh ca ôm cướp thao kinh ca tục rồi dầu miền là bờ gất lo chim ăn lẽ bờ côn rèn priền tật phật tật buồn lũ ao âm hơi biết tâm mà bờ bạc rực ra dây dầu bờ bạch rung tâm chân hầm tâm tâm rì ân con clo cả đà bờ dược sĩ anh hiệp nam y học cổ truyền khít bình phước tâm tâm chân hầm con đùng rung con đùng hình hờm bây giờ theo cái chính sách của đảng nhà nước mình phải lũ ao bờ tinh nách nuồng lăng đàng ôn hì đạc chập gật xuông xà quanh ra áp an lục run cơ mình hành tín hiệp nam lăng nay bà ra gất bệt tù lệ gất bơ tình đạp lạnh đường lăng đáng hình đạt. Theo chính sách của đảng pháp luật của nhà nước, cái đặc điểm của ấp Bù Tam là ấp đồng bào người Sơ Tiêng. Bà Quang Bù Tam là ấn ấc Bà Sơ Tiêng đến hệ bản bạc Minh Chua Qua Sàn mà bê tù ấn bạc Minh Chua lăng giàu lầm vời gồm ủ grab tộc bờ bạc Quang bà này giàu hàn tật rinh hê ôm Chua mất đêm hành gum ủ phùng mà giàu miền hành mù ớt quất hành tất rinh ni ôm minh xua qua sang bà rai minh ăn bà rai gật ủ giàu gật man lệ bạc dập man lăng bà rai hơm đến hệ bàn giàu bơ màn clanh cơ nông bạc minh xua qua sang đất là bờ bạc bơ quang rị mẹ nhất là cái công tác mà làm đường giao thông nông thôn. Lẽ năm cuồng giàu lầm vời bờ rạch lanh của đồng bằng bù tàm là bê sa lang của đồng bạc du gia lẽ màn nguồn du màn lời lẽ chất bờ bạc rực rai giàu màn bờ ra giang giờ bờ grab bạc bờ u màn bờ ra u bờ bạc bên này chỗ giờ cuột kriền lằng lẽ bạc bờ lẽ chất an bờ bằng giàu màn grab tốc bờ bạc từ bị sườn